Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang ở trên phần mái phía trên, và đây là cái phần mái của sảnh hiên, và các cái vị trí giao nhau, các cái kèo thì chúng ta nhìn nó rất là rõ, và các cái điểm nối ở đây đều bắt vít rất là cứng cáp. Đây các anh chị này, tôi có thể trèo dẫm lên thoải mái này, các anh chị nhìn này, rất là khỏe, nhún nó không bao giờ gãy được. Đấy, các anh chị nhìn rất là khỏe khoắn tại cái vị trí này. Chúng ta nhìn thì với cái kèo siêu nhẹ này có rất nhiều đặc điểm, là nó sẽ giảm cho cái phần mái của chúng ta về cái độ nặng và chịu tải thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với chúng ta cái hàn thép kẽm hộp, các anh chị nhé. Và tại vị trí này thì chúng ta chỉ quan bắt vít, và thứ hai là cái ưu điểm thứ hai là cái khả năng han rỉ là không có. Với cái phần chúng ta hàn thép hộp ấy thì cái phần han của mối hàn, còn ở đây thì chúng ta tất cả các mối ghép đều gắn bằng vít, và ở đây thì đều bằng vít kẽm, cho nên chúng ta không bị han rỉ theo thời gian, đó là cái điều thứ nhất. Và thứ hai, phần ngói, phần ngói này thì các bạn 9 viên 1 mét là chúng ta sẽ lợp theo khoảng cách này, chúng ta bắn vít nó là 9 viên 1 mét. Và ngói này là ngói Pride, nó là một ngói chất lượng rất là tốt để chúng ta tạo ra một cái điểm nhấn trung gian nhạc. Ở đây thì bạn Caramel sẽ cùng tôi để khám phá phần ngói đây. Tôi sẽ chia sẻ với anh chị phần ngói này. Và cái khoảng ngói đây chúng ta sẽ thấy là cái phần ngói này của chúng ta, các anh chị sẽ nhìn tại vị trí ngói này. Ở đây chúng ta có một cái phần giao nhau giữa mái to với mái nhỏ. Đây là phần giao nhau này. Bên này phần giao nhau. Sau này chúng ta sẽ lợp một cái dập một cái thành phần inox hình chữ V như cái bàn tay của chúng ta này, đặt vào vị trí những cái phần ranh đấy, sau đó chúng ta mới lợp ngói đè lên để tránh trường hợp nước mưa ấy. Nếu mà chúng ta không làm cái động tác thì nước mưa sẽ chảy hết xuống phần mái dưới này, thì làm cho chúng ta đọng phần nước phía dưới này thì mái chúng ta sẽ bị ẩm thấp, và sau này thì cái trần phía dưới của chúng ta nó sẽ bị mốc, cho nên là chúng ta lưu ý vì nó có nước ở dưới nó đọng nó giống cái đệm mút ngấm nước ở trong này, thì chúng ta sẽ phải có một cái máng suối bằng inox đó để chúng ta tách nước ra phía khác. Video này chân thành cảm ơn anh Minh ở thị xã Quảng Yên đã tin tưởng đội ngũ các kiến trúc sư kỹ sư nhà đẹp Green. Chúc anh và đại gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu anh chị nào là cần tư vấn thiết kế thi công xây dựng nhà thì liên hệ ngay với nhà đẹp Green theo số hotline 0386355566, chúng tôi sẵn sàng phục vụ anh chị. Đặc biệt những anh chị nào không đặt thiết kế nhưng mà đang xây nhà đến phần lợp ngói này, liên hệ với tôi.